Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình. Mọi người xem. Đây, sau quá trình mình đã ráp xong một cái động cơ 6 máy của xe cuốc Sula 280 để mình bắt cho chiếc ca tẹt Fila 325. Thì đây là cái bơm của nó. Thì mình muốn gác cho nó thì mình phải làm một cái mặt giả để mình bắt vào, tại vì bơm của ca tẹt 325 nó nhỏ hơn. Mình phải làm một cái mặt giả để mà bắt vào được, để mình bắt được cái bơm. Ngoài ra mình cũng làm thêm một cái mặt bắt cao su cạc đăng. Nó cũng phải phù hợp với cái bơm của nó. Mình ráp vào câu lên để mà gá vào chiếc 325 để coi khung hình, để mình cắt chân để tiếp tục hàn lại chân của máy. Đây, đây là cái buồng để máy, những cái chân rin của cái động cơ cũ của nó thì mình phải cắt và dọn lại. Đây, đây là những cái hệ thống motorway, công tắc hay ống, hệ thống giải nhiệt nhớt, hệ thống làm mát nước cho động cơ. Đây là cái buồng máy. Thì phần này mình quay tới đây cho mọi người xem. Còn phần 2 mình sẽ ráp máy vào và thử máy, test lại các hệ thống của chiếc xe cuốc này. Mọi người thấy hay thì hãy like, đăng ký ủng hộ mình nhé.